Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Năm chục người coi hả? Ok. Tránh bế tắc. Hello. Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, hôm nay mình có một cái tin vui là mình phát hiện là con chim bồ câu của mình sau nhiều năm va coi như là cô đơn FA hôm nay đã có chồng và coi như là đẻ được trứng, đang nằm ấp trên này nè. Ok, để vô hôm nay làm việc ở nhà thì hít đất một cái cho nó sung nha. Xong rồi quay clip cho mọi người coi. Trăm người coi. Mọi người có nhận ra là lúc này Nam Ngô Farm cũng có một số thay đổi ha. Nghĩa là vừa quay clip mà vừa live stream luôn. Tận dụng luôn. Rồi xin mọi người cho xin một like nha, một share nha. Rồi ai hít đất thì hít đất luôn. Ok. Tất cả camera hướng về bên này. Đây là bạn chim bồ câu. Chắc anh em vẫn còn nhớ. Bạn chim bồ câu này thì lúc trước mình có một cặp. Nhưng mà một cặp đó không phải là chống mái, mà là hai con mái luôn. Thì một con nó đã đi bụi rồi, chỉ còn một bé này thôi. Thì thời gian đó nó rất là cô đơn. Cho nên là các bạn có nhớ là mỗi lần mình ra cái farm của mình á, là nó sẽ bu theo mình. Nó đậu lên đầu mình, nó nhảy tới nhảy lui. Đó, coi như là mình mới phát hiện ra con chim các bạn. Nhất là cái một số loài chim mà nó sống theo cặp, theo bầy đàn á. Bồ câu nè, chim cu nè. Thì nó rất là thích, nó rất là cần một cái người để mà tương tác với nó ha. Thì khi cái người bạn đời của nó không còn nữa đó, thì nó sẽ cần một cái sự an ủi cũng như là một cái tình cảm từ một cái đối tượng khác. Thì ở trong trường hợp của mình thì đó là mình. Thì khi mà bạn nó bị đi bụi á, thì nó quay qua nó rất là thân với mình luôn. Đó, nó rất là thân với mình. Rồi đây, cặp chim đây, cặp chim này là cặp chim mới. Cặp chim này là của một người em tặng cho mình. Em Lâm tặng cho mình. Thì sau khi mà nó cặp chim này về nhà đó, cái bạn màu trắng á là chim mái ha, cái bạn màu cánh nâu là chim trống. Thì sau khi mà cặp chim này về nhà là cái con chim cái bạn chim mái vẫy đây nè, nó mới kết thân. Nó kết thân với lại tụi này thì bây giờ nó bỏ rơi mình rồi. Nó không thèm quan tâm tới mình nữa. Mình đi ra đây nó cũng lơ luôn, nó đi chơi với đồng loại nó không à. Đó. Bài học ha, yêu không đúng người là dễ bị bỏ lắm nha các bạn. Sản phẩm thay thế là dễ bị thay thế lắm nha các bạn. Mình chỉ là sản phẩm thay thế thôi. Đó, con chim đó là con chim trống á, con chim cánh nâu là con chim trống á, còn con chim trắng là con chim mái. Đó, mà hai con chim mái này cũng đánh nhau nha các bạn, thấy không? Thấy không? Cái con cánh nâu này nó lại nó đuổi con kia đi á, nó cũng chằn ăn chằn quấn á. Đó, coi như là nó cũng chịu một vợ một chồng thôi. Con mái này nó quấn con mái kia nè. Mình đề quýnh với lại twist đề. Đây. Đó rồi, ok. Thì sau khi mà cái con chim cánh nâu là con chim trống về một thời gian nay, chắc cũng phải được mình nghĩ chắc tầm 3 tháng thì tụi nó bắt đầu lúc đầu nó về nó cũng xa lạ đó các bạn. Con này cũng vừa thích thú mà vừa gọi là chưa có thân thiện. Còn hai con chim kia thì mới về nhà mới cho nên là cũng chưa có quen thích nghi. Thì giờ khoảng 3 tháng rồi thì tụi nó đã đầu bắt cặp với nhau rồi, bây giờ nó đã đẻ trứng rồi. Đây, để mình đứng lên đây mình quay cho các bạn, nhưng mà mình đứng xa xa hơn, mình zoom lại, mình đứng gần quá nhiều khi nó quản nó sợ á, không biết được mấy trứng đây. Ồ, hai trứng. Hello. Ôi. Ồ. À, tổng cộng tới 4 trứng lần các bạn. Nhưng mà chúng ta có thể thấy là hai dạng trứng ha. Hai cái trứng ở bên gần cái cục adapter màu đen á, thì đó là trứng cu. Nó nhỏ hơn, màu nó ngà hơn. Còn hai cái trứng trao to đó là trứng chim bồ câu, có bự hơn, trắng hơn. Đứng lại gần em, nó bò đi chỗ khác rồi, quay gần cho mọi người coi với. À. Hello anh em nha, hello các bạn đang coi live stream nha. Ai đang coi thì cho xin một share cho một like nha. Đây, em lên em live stream cho mọi người coi cái hai cái trứng khác nhau. Cái trứng mà kế cái adapter màu đen á, hai cái trứng nhỏ là trứng của chim cu ha. Còn hai cái trứng to hơn á, màu trắng hơn á thì là của bồ câu. Đó, mình cũng đang hóng rồi, nó như viên ngọc ha.
mình cũng đang hóng coi nó nở ra làm sao đây nè, coi nó giống cha hay giống mẹ hay giống hàng xóm. Đây các bạn, ở đây mình có làm cái chuồng bồ câu. Mình là có làm một cái chuồng bồ câu để cho bồ câu nó đẻ, nhưng mà bồ câu thì lại đẻ ở đây, còn con chim cu thì đẻ trong kia. Trong kia cũng đang có một bạn chim cu đang nằm ấp trứng ở trong đó đó. Nè, đưa cao lên chúng ta sẽ thấy hai bạn chim cu đang nằm ấp trứng nha. À, đang nằm ấp á. Nhà chim cu nó không có dạng bằng bồ câu. Nó cũng dạng nhưng mà nó không dạng bằng bồ câu đâu. À, giờ ba đứa nó đi nè, coi nó dí con này, nó ăn hiếp nè. Trong khi hai thằng này với thằng này là một cặp nè, một cặp cũ nè. Còn con chim này á, con chim này là cái con chim mà của mình sẵn á, đây. Nó cũng là con mái luôn. Thì nó cô đơn lẻ bóng nhưng mà được cái nó nhiều tiền, nó ở nhà giàu các bạn. Nó ở trong đây sẵn rồi. À, nó về nó giật mối người ta luôn. À, con này người ta đang một cặp á, giờ thành ra cô đơn luôn mà nó dữ hơn. Nó đi nó ăn hiếp con này riết à. À, nó dành tài con chim trống luôn. Anh đang ấp không biết ấp được mấy ngày, hình như được cũng khoảng 7-8 ngày rồi các bạn. Đẻ ra được 7-8 ngày rồi. Lúc trước á thì nó cũng có đẻ ha. À, còn vẫn còn một cái mối lo, vẫn còn một cái mối lo là con chim này lúc trước nó có đẻ trứng rồi, nhưng mà lúc trước nó là cái cặp cũ của mình á, mình tưởng là một cặp nhưng mà thật ra nó là hai con cái, cho nên là nó đẻ trứng nhưng mà không có cồ, không có ấp được. Lần này thì có một con chim trống ở đây thì hy vọng là nó sẽ ấp nở được ra chim con ha. Đang hóng nó lắm. Bạn kia hỏi loại này bao nhiêu tiền một con? Loại này hả, mình cũng không biết cái dòng chim bồ câu vảy cá mỏ két này bao nhiêu nữa, tại toàn được tặng không à. Không có bỏ tiền ra mua, đâm ra không biết nhiều, nhưng mà mình nghĩ nó cũng không quá mắc. Beta Farm chào anh. Hello Beta Farm nha. Hello tất cả anh em coi livestream nha, cho xin một like với lại một comment cũng được, một share rồi này nọ đi. Mình coi có gì hay livestream cho anh em coi. Hello anh em đang xem clip nha. Đó thì con chim hình như ấp cũng 20 mấy ngày nở á. Không nhớ kỹ nữa. Để cho nó nằm đây nó ấp đi. Mà các bạn thấy thường thường chim á là tổ nào đẻ tổ đó ha, chỉ có một số loài là nó dễ tính cho nên là nó đẻ tùm lum luôn, nhiều khi nó mảnh lông quá gian luôn. Mình có cái câu gì ta, tò dò nuôi con mọi gì đó, có nghĩa là ý nó nói là nuôi giùm con người khác á. Câu đó câu gì quên rồi, lâu quá không xài quên rồi. Với lại khi mà các bạn thấy chim đẻ đó, con bồ câu thì nó còn đỡ chút xíu, con bồ câu thì nó cũng dạng dĩ người, chứ các bạn thấy chim đẻ là các bạn nên hạn chế lại gần nó, tại vì nó sẽ thấy động, nó sẽ thấy nó cái tổ thì nó không có an toàn. Con chim á, các bạn biết là trước khi mà nó làm tổ á, nó sẽ đi gọi là đi check vị trí coi chỗ nào an toàn, chỗ nào gọi là kín gió rồi không có bị mưa, những cái tán cây mà rậm rạp chút xíu không bị mưa mát và không có những cái thiên địch như là rắn như là chim đồ này nọ cái thứ, những cái loài chim ăn thịt khác đó, nó mới làm tổ. Thì ví dụ con người của mình cũng được đánh giá là một trong những cái mối nguy hiểm của nó đó, cho nên là nó nếu mà chúng ta thấy nó đang đẻ và chúng ta tiếp xúc quá gần, hoặc chúng ta là nó nếu mà nó thấy là mối nguy hiểm không còn an toàn nữa đó, nó sẽ bỏ cái đó luôn. Có thể là nó đang đẻ trứng ở trong đó mà nó bỏ luôn, bỏ thì coi như trứng nó sẽ chết, không ấp được thì rất là tội cho con đó. Và có nhiều người tò mò hơn á, thì lại bóc cái tay vô cái trứng chim, bóc vô cái trứng trứng chim nó dính cái hơi tai là con chim nó cũng bỏ luôn. Nhiều khi nó đá cái trứng đó đi ra ngoài luôn á, nó nghe cái mùi khác của nó. Cho nên ở đây mình thật ra mình cũng có một vài lần mình hơi tò mò, rồi mình thấy chim đẻ mình lên mình coi thì nó bỏ tổ đi luôn, nó bỏ tổ đó nó không làm nữa. Rồi có lúc mình cũng tò mò mình bóc thử cái trứng chim, mình thấy nó đá dục cái trứng chim nó ra ngoài luôn. Cho nên là mình có cái kinh nghiệm về chuyện này đó, thì chia sẻ với các bạn để mà nếu như chúng ta có thấy, chúng ta nhìn từ xa thôi, dùng cái điện thoại zoom lại nhìn thôi, chứ đừng có lại gần quá. Ví dụ như con chim này nó rất là dạng nè, con chim này tại vì bình thường á, bạn biết con chim này á, mấy bạn coi clip cũ của mình các bạn thấy là mình chỉ cần mở cửa ra thôi là nó đang mút ở đằng cuối chuồng, nó bay ào ào lên đó. Rồi nó đậu lên vai mình, nó đậu lên đầu mình, rồi mình đi vòng vòng cho mấy con bé khác ăn á, nó cũng đi theo mình luôn, nó rất là dạng rồi đó. Nhưng mà mình cũng
không có làm cho nó quá sốc đi, làm cho nó mặc dù biết là dạng á nhưng mà mình cũng không có lại mình bóc bớ đồ này nọ, nhiều khi nó bỏ trứng thì tội nghiệp con uổng đó. Thì thường thường đối với chim cảnh thì mùa này là cái mùa nó chuẩn bị vô sinh sản các bạn, chuẩn bị bước vô mùa mưa là cái mùa mà các loài chim nó chuẩn bị sinh sản, mà hình như không phải là chim đâu, đa số muôn loài luôn thì nó sẽ thường cái mùa sinh sản nó sẽ rơi vào cái mùa mưa. Có thể là cái mùa mưa theo mình dự đoán là cái mùa mưa thì nó thời tiết nó mát mẻ hơn nè, cái nguồn thức ăn đồ nó cũng dồi dào hơn nè đó. Cây cỏ hoa lá rồi nó cũng phát triển trong mùa đó, rồi chim chóc cũng sinh sản đẻ gì đó, thức ăn rồi nó dồi dào, cho nên là thường cái mùa sinh sản của các loài động vật á thì nó thường rơi vào mùa này. Ở đây có một số con mình biết, ví dụ như là đối với những con sinh sản theo mùa thôi nha, chim, igu, rùa đó, là nó những con mà sinh sản theo mùa thì nó sẽ thường là nó sẽ sinh sản vào cái mùa mưa. Còn ví dụ như chó mèo thì nó sẽ heo rồi nó lên giống theo cái chu kỳ đó, theo cái chu kỳ kinh nguyệt của nó đó. Thì mùa này là mình thấy là chim đẻ rất là nhiều, xung quanh nhà mình rất là nhiều chim cu đẻ. Ví dụ đây chim cu đẻ, ở đằng kia thì mình thấy có một cái ổ chào màu nhưng mà nó nằm ở trên cao lắm, mình leo lên thì nó động cái ổ nó sẽ bỏ đi nên thôi mình không leo. Còn trên mấy cái rặng dừa này nè cũng rất là nhiều, trên rặng dừa này cũng rất là nhiều đó. Rồi ở trên đây chúng ta nhìn lên chúng ta sẽ thấy đâu rồi, đây nè, đây nè, đây nhìn lên coi, một cặp chim cu đang đứng kìa, các bạn thấy không, đang để hai đuôi so le kìa. Anh em zoom lên để cho mọi người thấy đó, đẻ rất là nhiều luôn. Ở bên này cũng có nè, bên cây cái cây thần kỳ hôm nay ra trái quá trời luôn, cây thần kỳ hôm nay rất là sai trái ha, đỏ điếc rồi, rất là đẹp luôn, kính cây kính cây hết. Cây này mình nuôi thời gian trái rất là đẹp rồi, đỏ lét luôn. Đây anh em bữa giờ đi quay bonsai cho anh em coi. Thì anh em nào biết rồi mình không nói, còn anh em nào chưa biết thì anh em cũng nói là cuốn quá anh ơi, cuốn quá, chắc em sẽ chơi cây, giới thiệu cho em chỗ nào em có thể bắt đầu rồi này nọ, mình cũng chỉ một số bạn. Đây như cái cây này giờ mình đang thả nuôi cho nó bự ra nữa, mốt mình sẽ hạ xuống làm bonsai ha, lên chậu luôn. Nhưng mà cây này rất là đẹp, các bạn thấy không, đế nè, này gọi là chinh nhìn rất là gấu, nhìn nó rất là vững chãi ha. Giờ mình đang thả sổng nuôi đây, mốt mình hạ xuống thì cái cây này mình sẽ chơi được trái nữa. Nhưng mà nghĩ coi cây này mà lên chậu rồi lùng á rồi kính trái vậy luôn, chắc là rất là đẹp luôn. Trái này chim rất là mê ha các bạn ha, chim nó mê ăn lắm. Này có một trái nó bị con chim mổ rụng, trái này cũng hơi xấu. Đây trên này cũng có một cái tổ chim đây nè, đây nè, tự con chim nó tha rơm tha rác lên nó làm tổ trên đó đó. Nên thấy không, đây còn nhiều lắm, dưới kia nhiều lắm. Đây đi vòng coi còn bao nhiêu cái tổ chim nữa. Hello anh em ơi. Được em. Em con bồ câu á, cái khả năng của nó là thường thường bồ câu á, từ trừ những con bồ câu kiển á, thì người ta nuôi nhốt. Nhưng mà đúng con bồ câu mà theo cái truyền thống từ ngày xưa của mình anh em nhớ không? Là người ta làm một cái nhà giống vậy. Đây để mình lại đây mình nói luôn. Nói chung là xung quanh đây còn rất là nhiều, khoảng 5-7 cái tổ chim cu nó tự xây dựng vậy đó. Đây con chim bồ câu á, con chim bồ câu đầu tiên về người ta làm cái chuồng giống vậy ha, chuồng vậy. Xong rồi ví dụ như bồ câu người ta mới mua về, người ta sẽ nhốt vô trong đây, người ta đóng một cái cây ngang qua, đóng một cái cây ngang qua chặn không cho nó bay ra ngoài. Ở trong này người ta bỏ đồ ăn, đồ cho nó ăn đỡ khoảng chừng từng lễ 10 ngày á, cho nó ăn rồi nó ị ở trong đó luôn. Nó ị trong đó thì các bạn biết là nó ị vô thì nó sẽ có cái mùi của bản thân nó định vị mùi đồ này nọ.
Đó thì ví dụ như nó mình nuôi nó trong đây khoảng tuần lễ 10 ngày. Con này nói leo quá. Để ở đây tuần lễ 10 ngày á thì nó ăn xong nó ị trong này, nó sẽ có cái mùi của nó trong này thì bắt đầu nó sẽ nhớ luôn. Đó thì các bạn nuôi thả rong trong nhà nó thì sau 10 ngày á nó ị đâu này nọ rồi chúng ta gỡ cái cây này ra, chúng ta cho nó sống tự do thì nó sẽ đi, nó biết đường về và thậm chí nó sẽ kiếm bạn về nữa. Đó, chính vì vậy hồi xưa nhiều khi người ta thả 2-3 cặp, người ta nuôi cái này người ta thả 2-3 cặp thôi. Hồi xưa bên nhà ngoại mình ở bên hãng cám bên kia là cũng nuôi có hình như 5-10 cặp gì đó mình không nhớ nữa. Xong rồi nó kéo bồ câu ngoài trời về rất là nhiều luôn, nó kéo bạn tại vì bồ câu nó sống theo bầy đàn mà. Cho nên là anh em cứ thử đi được, nhưng mà trước khi mà anh em thả luôn á thì anh em phải làm như mình nói, đóng một cái cây ngang đây thôi, không phải đóng bít hết đâu nha, đóng một cây ngang à, làm sao cho con bồ câu nó không có đi ra ngoài được, nhưng mà nó vẫn còn cái lỗ không khí đâu để nó sống. Thì cho nó sống trong đây khoảng tuần lễ 10 ngày đi, nó sẽ biết đây là nhà của nó, tại vì nó có giống như nó ỉ trong đó, nó đánh dấu lãnh thổ của nó rồi, nó có cái mùi của nó rồi, nó sẽ đi nhưng mà nó sẽ nhớ đường nó về ha. Ok rồi, cái gì nữa ta? Con bồ câu này anh em nên chơi, mình nghĩ là nó đẹp, nó lạ và nó khôn như này, khôn. Nó nhớ mặt chủ, nó rất là thân với mình luôn á. Hồi xưa mình có nuôi một bạn chim cu cũng vậy. Những anh em mà khoảng 10 năm trước mà có vô Nam Ngô Farm á thì sẽ biết là mình có một con chim cu cực kỳ khôn luôn. Mà thời điểm đó người ta trả mình 10 triệu mà mình không bán. Thì con chim đó đầu tiên là mình nuôi trong cái lồng. Con chim đó đầu tiên là mình nuôi trong, đầu tiên là mình lúc mình mua nó đã khôn rồi. Lúc mình mua đó là của một cái bác kia, bác huấn luyện nó, bác nuôi nó từ chim con lên và huấn luyện cho nó rất là khôn rồi. Thì sau này bác đó có công việc, bác đó mới bán đi, thì con chim đó búng tay là gù. Hoặc là lúc đó mình treo, lúc đầu mình treo nó trước cửa đó là nó như con chim khách luôn. Có nghĩa là nó gặp người lạ vô là gù. Mình nghe nó gù là mình biết là có người tới. Đó, thì xong rồi lúc đó mình chưa xây cái farm này đâu. Đầu mình xây cái farm này lên. Nếu vậy con chim đó cũng phải mười mấy năm rồi các bạn. Đầu mình xây hồi xưa đó là mình không có xây một cái lớn hay đâu. Ban đầu là nó là cái dãy chuồng bên kia thôi. Đó, sau đó mình thấy không đủ diện tích mình mới rào hết chỗ này. Thì sau khi mình xây cái này lên á thì mình mới thả cái bạn chim đó vô trong này luôn. Thì lúc đó nó ở một mình nó thì nó rất là khôn ha. Nó mình vừa mới bước cửa vô là nó bay lên đậu lên đầu mình, mà nó là con chim trống, nó đậu lên mình, nó phối giống các bạn, nó xè cái đít, nó xè nè. Đó, nó coi như nó phối trên cái đầu mình luôn. Đó, nhưng mà nó rất là dễ thương. Thì sau đó đầu mình đi mua thêm mấy cặp chim nữa, mấy cặp chim cu nữa mình thả vô đây chung luôn, thì mình cho tính cho nó sống một cái cộng đồng. Nhưng mà khi nó thành một cái cộng đồng rồi á thì cái con chim khôn á nó có bạn, nó có những người bạn đồng loại của nó. Cho nên là đầu từ từ nó không có chơi với mình nữa. À, lúc đầu nó không có bạn thì nó rất là mến mình luôn. Sau đó nó gặp đồng loại nó thì tất nhiên là ưu tiên một vẫn là đồng loại của nó rồi. Tại vì nó nói chuyện, nó tương tác, nó hiểu. Thậm chí là nó sẽ kiếm vợ được này nọ, nó đẻ. Xong rồi từ từ ấy, mình cũng không biết nó ở đâu luôn. Tại vì nó không còn thể hiện tình cảm với mình nữa. Nó có cái đời sống riêng của nó rồi. Thì mình cũng rất là happy với chuyện đó luôn. Nhưng mà đó cũng là một cái kỷ niệm đẹp. Nó khôn lắm. Sau này thì gặp con này cũng cực kỳ khôn luôn, làm nhớ con chim cu quá trời xưa luôn. Cũng y chang vậy, cứ gặp mình đi vô là nhảy xuống, bò tới, bò lui, ghĩa lỗ tai, ghĩa lỗ mũi, nếu mà anh em còn nhớ, đưa răng ra cho xỉa răng luôn, cực kỳ khôn luôn. Thì nó đẻ được 2 trứng rồi. Thì hy vọng là ổ chim nó đẻ chắc cũng giống gà ha nãy ha, hai mấy ngày. Sớm hơn hả? Mấy ngày? Chừng mấy ngày? 20 ngày thì hy vọng là nó đẻ xong. Thì thường thường á, theo mình để ý ở đây chim á, chim cu á, nó đẻ một mùa nó đẻ 3 lần các bạn. Ví dụ như giờ là nó đẻ lần 1 ấp nở, xong rồi nó lại đẻ lần 2 ấp nở, đẻ lần 3 thì một mùa làm được 3 lần như vậy. Còn nếu mà con chim này, nếu mà là con chim mà nó người, ví dụ như mấy con vẹt Macau đồ á, thì người ta thường thường á người ta sẽ sử dụng máy ấp để người ta ấp trứng. Thì khi mà con chim này nó thấy cái trứng của nó không còn nữa đó, nó sẽ đẻ tiếp. Thì người ta sẽ rút ngắn được cái thời gian. Trứng thì người ta đem đi làm, đem mái ấp để cho con chim này đẻ trứng ra thôi. Nhưng chim mái sẽ, con chim mẹ sẽ không mất thời gian để ấp trứng. Chứ còn như bây giờ mình để theo kiểu tự nhiên, nhưng mà nói chung mình là người thích cái kiểu tự nhiên. Mình thích cái kiểu bán tự nhiên. Mình sẽ set up cho nó
gần như thiên nhiên nhất có thể trong cái khả năng của mình, cho nên mình cũng không có sử dụng máy ấp. Thì bây giờ nó sẽ ấp khoảng chừng 20 ngày sau chim nở đi, thì có thể nó sẽ làm thêm một cái tổ mới. Thì một cái tổ chim nó trung bình nó đẻ từ 2 tới 3 trứng đó các bạn. Đó, thì hôm nay là mình thấy có cái coi như cái lọc, cái lọc của mấy bạn chim đem lại, đang rất là phấn khởi chờ ngày nó nở luôn, cho nên là vừa quay clip để chia sẻ với mọi người ha. Rồi ok, mong là sắp tới sẽ có những bé chim đáng yêu. Thì mình cũng đang rất là tò mò, mình là một người breeder, mình là một người lai tạo, cho nên là cái điều mà nó luôn thu hút mình á, nó luôn làm cho mình phải hóng á, mong chờ á, là cái đứa con nó sẽ như thế nào. Thì cái con chim này á, con chim mẹ là hai cái cánh của nó là vảy cá, con chim ba đó thì là nó nguyên cái cánh màu nâu. Thì mình đang hóng coi là bầy con của nó sẽ giống ba hay giống mẹ. Đây là một cái thắc mắc mà nó luôn xuất hiện trong đầu mình. Tại vì mình là một người lai tạo động vật, cho nên là cái câu hỏi là bầy con nó sẽ như thế nào, nó luôn nằm ở trong đầu mình. Nó thôi thúc mình thử nghiệm những cái mới. Ok mọi người. Rồi chia sẻ với mọi người chút về cái lọc của mình vào tháng giêng đầu năm ha. Rồi chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe và xem clip vui vẻ. Chừng nào mà tụi nó nở ra mình sẽ tiếp tục quay clip để gửi đến mọi người. Bye bye. Bên này Lê Minh Đoàn nói là nhớ rồi, hồi đó em có xem cái con